Em đem là phòng thủy chỗ này một cái. Ở đây nè. Trước mặt bà hả? Trước mặt bà thấy không? Thấy phải không? Thấy mấy bụng bụng. Thấy đại. Thấy đại. Rồi rồi, thôi rồi, thôi rồi. Con này nó giật dữ lắm à, giật đó, con mặt mặt con này nó giật lắm, con này giật giật dữ. No rồi sao hả? No quá rồi, nay chê. Đừng no. Bây giờ tập 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 nữa rồi. Này quá trời đồ ăn luôn. Khoai ăn đậu phộng hay sao? Khoai ăn đậu phộng lắm. À. Chê, này chê. Bắt chê, chảnh sang chảnh chê. Ờ, đây có biết sang chảnh chê. Ăn no rồi đó. No rồi. Chùm đại ca đó. Đó đó. Bên nào ở đây á? Bên nào bên này? Đồ đạc. Chùm đó đó, ngày nào đó chùm lắm. Đồ đạc đó. Đồ đen đó. Đồ đen mình nhắc rồi. No rồi, có mấy con mà nhiều người cho mấy em ăn no. Đúng rồi. Đó là bình thường mà. Nhưng mà nó thích ăn đậu phộng. Đa số là thích ăn đậu phộng. Cho này là ít này hết rồi. Lượng luôn.